Xin chào mọi người, hôm nay sẽ hướng dẫn cái mọi người là cách mà bữa trước là có hướng dẫn cái bài mà truyền dữ liệu UART hai chiều các bạn ha, truyền một cách mà mềm dẻo ha. Thì hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn ha, cách chúng ta truyền một cái chuỗi dữ liệu sử dụng UART như các bạn ha. Thì trước hết chúng ta phải mở thư mục lên ha, đó. Thì chúng ta sẽ truyền dữ liệu cho các cảm biến qua các bạn ha, đó. Chứ không thể nào truyền nút nhấn là mình demo cho các bạn xem thôi ha các bạn ha. Chứ không thể nào mình ta truyền nút nhấn các bạn ha. Mình sẽ demo trên cái con Uno các bạn ha. Thì nó đem sâu code như vậy cho các bạn ha, không có gì phải đổi cả ha. Đó, chúng ta sẽ làm sao thì bây giờ tập trung nghe mình hướng dẫn rồi mọi người sẽ làm theo như vậy ha, thì nó sẽ rất ok đó các bạn ha. Với điều kiện là các bạn phải hiểu về cái kia trước ha, đó, hiểu về cái bài giao tiếp về UART sử dụng hai nút nhấn, điều khiển hai bóng đèn từ hai bóng nhau ở đây ha. Đây phải cái này rồi, chết, không phải cái này các bạn, cái này nó không phải rồi, ok đây ha, đang mở bạn xem cái này nha, đó. Thì thực sự là gì nó cũng đơn giản thôi các bạn ha, chúng ta sẽ sử dụng nguồn lực C các bạn ha, cố gắng tìm hiểu thật là sâu sắc về cái nguồn lực C thì các bạn có thể sử dụng nó một cách rất là mềm dẻo ha, đây ha, đây giới thiệu đây nha. Thì bây giờ mình coi là mình gọi đây là cái gì các bạn ha. Mình vào đây là mình thêm ra thiếu chữ string vào nữa các bạn, ok đó. Thì bạn biết là nó bài chuỗi đúng không, mình xóa bớt những cái phần mà không cần thiết ha, ok đây mình dót lại hết các bạn, ok đúng không đó. Ở đây là cái code mẫu mà chúng ta đã có đúng không các bạn ha, chúng ta có code mẫu ha, các bạn để ý cái này không có delay ha, đó quyền rất là ok, rất là ổn ha. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ gửi dữ liệu ha, đây nè. Đầu tiên mình sẽ có nghĩa là gì, cái chỗ này là mình để cho các bạn này, các bạn phải hiểu là mình để mục đích làm gì ha. Ở lúc này là các bạn thấy là mình chỉ có xử lý là giá trị tiền K thôi đúng không, tiền K thôi chứ mình chưa dùng tiền C đúng chưa. Đây là tiền C đúng không, mình khai phát một cái chuỗi, spin là chuỗi, tra là ký tự, ký tự là có một mình nó thôi các bạn, còn chuỗi là còn nhiều ký tự hợp lại gọi là một chuỗi mà ha, hiểu nôm na là một cái mảng á, nhiều ký tự gọi là một cái chuỗi ha, mình gọi là spin, gọi là cái biến spin C đúng không, có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta cộng cái này đúng không, giả sử bây giờ chúng ta nhận cái sự bây giờ chúng ta nhận chữ cái chữ một đúng không, một đúng không, chúng ta nhân ra chữ này là lần thứ nhất có nghĩa là gì, lần thứ nhất ta nhận cái chữ một, lần thứ hai, lần thứ ba, một hai ba hàng đúng không, thì qua khi mà chúng ta bên kia nó gửi qua một từng cái tự là gì, một hai ba đúng chưa, đúng không, thì bên này nó sẽ nhận đúng chưa, nó sẽ ghép thành là gì đây, một hai ba đúng chưa các bạn đúng không, bên kia là gửi cái sự bên kia gửi là một hai bốn đi ha, bên này qua khi mà chúng ta sử dụng cái thủ tục là gì, cộng dồn, nghe đây là cái bước gì đây các bạn ha, cái bước này gọi là cái bước cộng dồn với ký tự C thôi các bạn ha, đó thì ký tự C đạt được là gì, 1, 2, 3, 4 chưa các bạn ha, đó đúng nào đúng chưa, đúng không, đó sau khi gì, sau khi chúng ta có được cái tự C 1, 2, 4 đúng không, chúng ta muốn tách ra đúng không, để cái máy bay này bay qua, sau khi chúng ta có cái tự 1, 2, 4 các bạn ha. Bây giờ ông tách ra cái gì, giả sử 1, 2, 4 là gì, ta tách ra gì đây, 1, 2 nhiệt độ đúng không, 3, 4 độ ẩm chưa các bạn đúng không, ví dụ như vậy ha, thì sao đây, thì chúng ta làm gì, chúng ta gọi một cái biến gọi là một cái biến mới các bạn ha, một cái biến gọi là in PMT độ ẩm hay đúng không, đúng chưa, chúng ta phải làm gì các bạn ha, thứ nhất là gì, chúng ta phải tách ra đúng không, để tách một hai thứ nhất là gì, đầu tiên là chúng ta phải chuyển cái này thành chuỗi đúng chưa, đúng không, chuyển này là chuỗi gì, anh xe này chấm gì tú int đúng không, để ta chuyển về thành gì, kiểu số đúng không, nó đang là ở cái kiểu chuỗi, chúng ta đưa nó về cái kiểu số đúng chưa các bạn ha, là hiện tại giá trị tem này là gì đây, hiện nếu như hàng này đúng không, nếu như ở hàng này nhá thì giá trị tem này nó bằng gì đây các bạn, tem này sẽ bằng là gì đấy, 1 2 3 4 đúng chưa, đúng không, bây giờ chúng ta muốn gì, nhưng mà chúng ta muốn cái tem là gì, nhưng mà chúng ta muốn cái tem là số bao nhiêu, 1 2 đúng không, bây giờ chúng ta tiến hành tách cái giá trị tem này ra đúng không, 1 2 là gì, 1 2 là gì, nghĩa chính là gì, 1253 đúng không, muốn tách được cái số 1 2 là làm sao, có phải các bạn làm gì, các bạn đem cái số 1 2 đúng không, muốn tách ra làm gì, thì các bạn nghĩa là gì, các bạn phải đem cái số 1 2 4 là chia cho mấy, nếu như các bạn chia cho 1000 á, chia phần này chia 1000 đúng không, chia 1000 thì các bạn được số 1 hay chưa, đúng không, các bạn chia 100 đúng không, các bạn chia 100 thì các bạn được 12 đúng chưa, đó chia 100 đúng không, chia về là người ta gọi là chia lấy phần dư các bạn, lấy phần nguyên, là chia lấy phần nguyên đúng không, đó các bạn đem này các bạn chia cho 100
không phải là các bạn được cái gì, đúng không? Có nghĩa là các bạn được cái gì đây, là các bạn được cái phần gì đây, các bạn được phần nguyên đúng không? Được phần nguyên là 12 đúng chưa? Bây giờ phần nguyên là 12 đúng không? Bây giờ chúng ta muốn lấy 34 đúng không? Bây giờ các bạn làm gì? Bạn tạo một biến mới là cái gì? Biến độ ẩm đúng không? Không đi ha. Sao bạn là gì? C chấm tu thì được đây. Các bạn chia cho mấy đây? Chia 100 lớp phần dư đúng không? Đây là chia lớp phần dư đúng không? Đó bạn thấy không? Là phải là các bạn được cái số gì đây? 34 không? Đó. Nó đơn giản như vậy thôi các bạn, không có gì kể đúng không? Thì chúng ta có thể linh hoạt điều chỉnh nó các bạn ha. Và sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn các bạn cách mà truyền cái kiểu dữ liệu flow qua nha các bạn ha. Rồi được rồi các bạn ha. Và xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào ha.